Xin chào anh chị, lại là em Tâm đây. Em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Trưa hôm nay em đang ở tại thực địa ngay thôn 5 của xã Diên Đồng thuộc huyện Diên Khánh. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị ba lô đất thổ cư thích hợp đầu tư, thích hợp để làm nhà vườn, giá cực kỳ tốt phía sau lưng em. Với diện tích là 84m², có 60m đất thổ cư, đường hiện tại là đường 3m2, với giá là 390 triệu và đẹp hơn là một lô gốc hai mặt tiền, nằm trên một mặt tiền đường rộng 4m và một mặt tiền đường bên hông là rộng 3m2, 131m², có 80m đất thổ cư, ngang 5m và 26m, với giá chỉ 600 triệu thôi. Giá cực kỳ tốt để thích hợp quý cô chú anh chị mua để đầu tư luôn. Cũng như anh chị biết mà phân khúc đất thổ cư, đất xẻ ở Diên Khánh mà hiện tại mà tầm dưới 400 triệu để có một lô đất thổ cư đường ô tô thì ở Diên Khánh hiện tại là cực kỳ hiếm đó. Hai lô đất này cực kỳ gì, giá cực kỳ tốt luôn, mà hôm nay em Tâm sẽ review tới quý cô chú anh chị. Thì từ vị trí của em đang đứng đây á, cách ra ngay ủy ban dân xã Diên Đồng á, là tầm 3 km đường ô tô, cách về ngay khu vực, cách về ngay xã Diên Xuân là tầm 4 km, và cách về Nha Trang của mình là tầm 25 km đường ô tô thôi, ngay khu vực dân cư rất là đẹp. Để quý cô chú anh chị hình dung kỹ hơn á, thì em sẽ quay review xung quanh và tới sẽ bay thêm vài hình ảnh là cam nhân cao để mình xem thêm nha. Đây anh chị, hiện tại là lô đất ở nằm ở trên đây, đây là đường thông, em sẽ đi từ đây là khu vực dân cư thông ra đường chính, rất là gần luôn, thông ra đường chính là chỉ vài chục mét thôi. Ngay khu vực dân cư, đây là trung tâm của thôn nông, thôn năm xã Diên Đồng, xung quanh là toàn dân cư ở rất là nhiều. Đường hiện trạng là đi vào đất của mình là đường 3m rưỡi, hơn tầm 3m2 tới 3m rưỡi anh chị, ô tô vào tận nơi luôn. Thì hiện tại là 3 lô nhưng mà đã bán một lô rồi, còn lại 2 lô thôi. Còn lại một lô là 84m², có 60 thổ cư, giá 390, và một lô là 131m², với lô gốc với giá 600 triệu. Em chia ra là chỉ có 4 triệu rưỡi trong 1 mét thôi. Giá cực kỳ tốt ở Diên Khánh luôn. Anh chị cũng biết mà đất ở Diên Khánh hiện tại mà đất thổ cư mà dưới phân khúc 400 triệu cho một lô đất có thổ cư đường rộng như thế này thì hầu như không có. Thích hợp cho quý cô chú anh chị tài chính thấp này, mua để làm nhà vườn này, để xây ở, hoặc là thứ ba là để đầu tư cũng rất là tuyệt vời. Thì từ vị trí này của em á, ngang qua đây và dài qua phía bên kia là dài là tầm 15m, nở hậu ở giữa một xíu, trước sau ngang 5m. Lô này là có tổng diện tích là 84m², hướng đông, có 60m đất thổ cư, còn lại là cây lô 5 và toàn bộ là quy hoạch thổ cư hết. Nguồn gốc ba lô này là đất dân cắt bán. Lô này với giá là 390 triệu, ngang 5, dài 15, nở hậu ở giữa một tí. Đó, đường hiện tại là anh chị thấy là đường đá cấp phố nè, rộng tầm 3m2, ô tô vào tận nơi. Ở đây thì có một lô này 75m², thì đã bán rồi. Đó, còn lô bên này, ngay khu dân cư, 84m², 84, chính xác là 84,3m² anh chị à. Ngang 5, dài 15, 60m đất thổ cư, còn lại là cây lô 5, chỉ 390 triệu thôi. Rồi, tiếp tới đây là sẽ là có, đây là có một lô gốc, phía dưới đây là có một lô gốc. Trụ điện này sẽ được chủ di dời nha anh chị, trụ điện này là sắp tới là chủ họ sẽ di dời ra kia để cho thông thoáng miếng đất này. Lô gốc này rất là đẹp nè, lô gốc này có diện tích là 131m², có 80m đất thổ cư, còn lại là cây lô 5, ngang 5m, dài 26m, hậu là cũng 5m luôn, vuông vức trước sau rất là đẹp. Trụ điện này sẽ được di dời, sẽ dời ra ngay góc kia. Đó. Thì hiện tại là đang trong giai đoạn là làm mặt bằng, mà ba lô là đã bán một lô rồi. Sắp tới là sẽ làm mặt bằng xong, đóng cọc ranh rõ ràng. Nguồn gốc là đất dân cắt bán. Chỉ 600 triệu cho một lô gốc hai mặt tiền, một mặt tiền đường 4m và một mặt tiền đường 3m rưỡi. Đây là đoạn đường thông nè. Bên này là cũng thông ra đường chính. Và hướng bên này là mình sẽ đi ra ngoài Diên Xuân, ủy ban nhân dân xã Diên Đồng, hoặc là qua Diên Xuân. Đây là đường thông. Đó, ở đây là ô tô vào tận nơi thoải mái luôn anh chị. Nói chung là hai đường á, là song song với nhau hết, là mình có thể đi ô tô được hết. Từ đây là mình cũng có thể là đi ô tô để qua bên kia luôn. Đây là mặt tiền đường chính của cái lô gốc này. Từ trụ này ngang qua đây là 5m và dài là 26m. Nguồn gốc đất dân cắt bán. Thì sắp tới là hai cái trụ cửa này sẽ đập ra, chẻ là hiện trạng ban đầu, và xong rồi sẽ đóng cọc hai bên, và cái trụ điện ở giữa là cũng sẽ di dời luôn. Cam kết với anh chị là trụ điện này sẽ di dời. Với lô này cực kỳ đẹp, chỉ 600 triệu cho một lô gốc hai mặt tiền,
với diện tích 131 m². Một mặt chính là hướng nam và một mặt bên hông là hướng đông, rất là thoáng mát luôn. Thích hợp cho quý cô chú anh chị mua nè, để đầu tư, để làm nhà vườn hoặc là xây nhà ở cũng đều rất là tuyệt vời, bởi vì lô gốc thì lúc này cũng đẹp. Lô này thì em chia ra là 131 m², giá 600 triệu, thì em chia ra chỉ có 4,5 triệu cho một mét thôi anh chị à. Giá cực kỳ tốt ở tại xã Diên Đồng luôn. Lô gốc hai mặt tiền. Đây là đường thông đi xã Diên Xuân nè, thông vòng ra ủy ban dân xã Diên Đồng, và hướng này là sẽ đi về ra đường chính và cũng thông về ủy ban dân xã Diên Đồng và các farm luôn. Hiện tại anh chị cũng biết ở xã Diên Đồng, thứ nhất là giá vẫn còn tốt, thứ hai là rất là nhiều farm trang trại ở khu vực này, khí hậu là thoáng mát quanh năm, rất thích hợp để làm nhà vườn, rất là tuyệt vời. Mà hai lô ngày hôm nay em Tâm review tới quý cô chú anh chị thì em thấy là giá cực kỳ tốt. Ví dụ như cái lô ở bên trong là 84 m², thì giờ giá chỉ có 390 triệu thôi, đường ô tô rộng 3,2 m, có sẵn thổ cư. Cũng như quý cô chú anh chị biết mà đối với ở đất xã Diên Khánh hiện tại mà một lô đất có thổ cư đường ô tô dưới 400 triệu là hầu như không có luôn, đúng không ạ? Thì hôm nay là hai lô này là đất dân cắt bán mà giá cực kỳ tốt, cho nên em lên quay review cho quý cô chú anh chị xem. Thì hiện trạng là anh chị cũng thấy là những người ta đang đổ đất ra, làm mặt bằng lại, sau này là sẽ đập mấy cái trụ này và sẽ đóng cọc ranh rõ từng lô luôn, pháp lý rõ ràng. Hiện tại ba lô này là đã có chích lục rồi, có thể là ra ký mua bán luôn, rất là đẹp. Đó, xung quanh đây là dân cư ở rất là nhiều anh chị à, rất là tuyệt vời luôn. Đó, xung quanh bao bọc đây là khu dân cư hết, vị trí đất của mình là rất là cao ráo, bằng phẳng rất là đẹp, đường thông, đường hiện trạng là đường đá cấp phối rộng 3,2 m, trụ điện này sắp tới là mình sẽ di dời ra qua trước. Đó, đất nè, đây là lô gốc, thì từ đây ranh từ đây sẽ ngang qua bên hết cái trụ kia là 5 m và đổ dài là sát tới cái hàng móng phía sau luôn, dài 26 m. Nguồn gốc là đất dân cắt bán, ba lô là hiện tại bán một lô rồi, còn hai lô anh chị. Lô gốc này 131 m² với giá là 600 triệu, và lô bên hông trong đây 84,7 m², có 60 m đất thổ cư luôn, giá chỉ 390 triệu thôi, giá cực kỳ tốt luôn, đường thông luôn anh chị à. Đó, đường ô tô đi bên kia vào cũng được, hoặc là đi phía sau em vào cũng được, thông thoáng rất là đẹp. Đó, đất cao ráo bằng đẹp luôn. Ở đây là hiện tại là hai lô, lô bên đây là 75 m bán rồi, và lô này là 84 m², mỗi lô sẽ ngang 5 m. Hiện tại là đang làm trụ mặt bằng ranh rõ ràng và sẽ đóng cọc luôn, anh chị yên tâm. Đó, xung quanh dân cư ở rất là nhiều. Rồi, để em sẽ bay thêm vài hình ảnh lai cam trên cao để mình xem thêm nha. Đây anh chị, với góc bay lai cam này em sẽ bay bán kính một vòng quanh vị trí của lô đất để quý cô chú anh chị có thể cảm quan tổng quát từ trên cao nhìn xuống được dễ hơn. Thì từ trên cao nhìn xuống anh chị thấy là đó, phía dưới là đây là khu dân cư ở rất là nhiều. Xung quanh đất mình đó là bao bọc bởi nhà người dân. Khu đất sạch đẹp, không lỗi, không dính mộ. Đường ô tô rất là đẹp. Hai đường thông với nhau. Đây là khu vực trung tâm của thôn 5. Đó, anh chị thấy xung quanh lô đất mình là rất là nhiều nhà vườn. Đất bằng đẹp, không lỗi. Ngay khu vực dân cư, điện nước đầy đủ. Rất là đẹp. Khí hậu rất là mát mẻ. Phía trước là có một cái mương con sông nhỏ. Phía trước có một mương sông nhỏ rất là đẹp. Đó. Thích hợp làm nhà vườn, thích hợp để đầu tư. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh và cũng như quay vài hình ảnh là cam cao. Thì ít nhiều quý cô chú anh chị cũng đã hình dung được về ba lô đất mà ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi, đúng mà. Đã bán một lô, chỉ còn lại hai lô thôi. Rất tuyệt vời, chỉ 390 triệu cho một lô đất rộng tới 84 m², có thổ cư, đường ô tô tại ngay Diên Khánh, rất là tuyệt vời, rất là tiềm năng, giá cực kỳ tốt để quý cô chú anh chị mua để dành để ở này, hoặc là để đầu tư cũng rất là tuyệt vời. Đó, quý cô chú anh chị nào có quan tâm tới hai lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899990339. Em Tâm sẽ mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị nếu anh chị quan tâm tới sản phẩm này ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.
We'll be right back.